Triển lãm Paris Motor Show 2022 sẽ chính thức khai mạc lúc 9 giờ 30 phút giờ Pháp, tức 2 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Gian hàng VinFast đã dần được hoàn thiện, sẵn sàng cho sự kiện ra mắt những mẫu xe điện tại thị trường Pháp. Theo kế hoạch, sự kiện ra mắt của VinFast sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 phút giờ Pháp, tức 5 giờ 30 phút giờ Việt Nam. VinFast xin mang đến Paris Motor Show 2022 4 mẫu xe VF6, VF7, VF8, VF9. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast chính thức giới thiệu các sản phẩm xe điện tới thị trường Pháp. Trong đó, VF6, VF7 lần lượt là các mẫu SUV hạng B và C được VinFast và Torino Design hợp tác thiết kế. VF8 và VF9 là hai mẫu SUV điện đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu, được chắp bút bởi Pininfarina. Cả 4 mẫu xe đều đi cùng với chính sách bảo hành 10 năm, một trong những chính sách tốt nhất trên toàn cầu hiện tại. Năm 2018, Paris Motor Show đã là nơi đầu tiên VinFast ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới với hai mẫu xe xăng Concept Lux A2.0 và Lux SA2.0. Và giờ đây, VinFast tự hào trở lại thủ đô nước Pháp với thông điệp Việt Nam không chỉ làm được ô tô mà còn tiến thẳng lên giai đoạn chỉ sản xuất các phương tiện giao thông xanh, bền vững, nhằm bảo vệ môi trường. Tại Paris Motor Show 2022, người tham dự có thể tham quan và trải nghiệm các mẫu xe điện VinFast tại gian hàng số 630, Hội trường 6, từ 10 giờ 40 phút ngày 17 tháng 10 theo giờ Pháp.